Xin chào các bạn, trong cơ hôm nay con nuôi ốc sen này nè. Kim Kim mới làm được một con ốc sen nữa. Ốc sen này ở ngoài cây dừa chung em lắm. Ốc sen nào là ở ngoài cây dừa đâu, Kim Kim đẩy lên coi. Ốc sen này à? Kim Kim cầm lên coi. Đó, lụm ngoài cây dừa, mới ấy ngoài cây dừa phải không? Trời, Kim Kiên được mấy con ốc sên rồi? 4 con. Kiên đếm coi. 1, 2, 3, 4. Ốc sên này Kim Kiên đi tầm ở đâu, ở xa không? Xa. Tuốt ở đâu là? Nhân 8. Được mấy con rồi? Một con. Có một con hả? Nữa Kim Kiên giờ không kiếm nữa không? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Bữa nay Kim Kiên mới thu thập được thêm một con ốc sên nữa ở chỗ vườn dừa. Con ốc sên này cũng hơi nhỏ, không được bự lắm, nhưng cái màu nó rất là đậm, rất là đẹp. Màu vợt nè, vợt đậm, đậm, con này quá đậm. Cái đó là ốc sên ma. Sên ma. Sên ma ngày mới nó bò ra nè. Nó còn nằm trong đó. Nếu con kiếm thực nè, con thích kiếm được nhiều nhiều ốc sên ma không? Nhiều không? Nếu con làm bộ sưu tập nhiều nhiều ốc sên ma cho gửi đến cho quý vị xem phải không Trung Kiên? Dạ. Rồi Trung Kiên nói bye bye đi, hẹn gặp lại. Em lại một ngày gần nhất một ngày gần nhất giờ. Bye bye.